Bàn tay chị còn được gọi là bàn tay búp măng, báo hiệu cho sự cao sang và sung túc quý phái. Về đường đời, mạng đạo của chị thì rạng rỡ sáng suốt, tốt đẹp. Về tuổi Đinh Mùi thì cho thấy mạng của chị rất là cao. Tính chị thì đạo đức hiền, phúc hậu, con người trung trực ngay thẳng, đôi khi khó tính và nam tính một tí ha. Đường công danh sự nghiệp của chị thì đang nhờ phước đức ba đời, cho nên tiền hết lại có, về thì lại đầy. Bàn tay của chị thì cho thấy chị là một người con khá là hiếu thảo, nặng gánh gia đình, và chị có duyên được giúp đỡ gia đình rất là nhiều. Và nói chung lại bàn tay này, chị rất có hiếu có thảo và đạo có tâm, chăm lo cho cha mẹ rất là cẩn thận chu đáo. Tình duyên trên con đường bàn tay này thì tình duyên của chị 9 năm về trước đây, hoặc là 10 năm, hoặc cũng có thể là 15 năm, chị đã có từng thương một người nam nào đó, được gọi là mối tình đầu của mình. Nhưng vì hoàn cảnh anh gì cho nên anh này bị mất đi, có thể là đau bệnh hay là tai nạn, cho nên là anh này mất đi nhưng mà vẫn còn thương chị, cho nên anh này đang theo và cản trở trên con đường tình duyên của chị hết là 90%. Nói chung lại chị đang bị vướng vào duyên âm, cho nên trên con đường tình của chị khá là lận đận về vấn đề hôn nhân, hạnh phúc gia đình, cho nên là phần hồn của anh này đang tác động đến, cho nên là đang theo chị khá là nhiều. Cho nên là chị chỉ có muốn là đi tu để tránh xa con đường tình duyên, chứ không có muốn vướng vào tình duyên của nam nữ. Do đó duyên âm này cản trở con đường tình duyên, hạnh phúc của chị, nhắc chị nên quan tâm đến vong âm này và cầu siêu cho những vị này, để cho những vị này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hoặc là sớm ngày siêu thoát, đào thai chuyển kiếp làm người, để mình tránh được những cái mối tình bị tan vỡ nha. Chẳng hạn như là tình đến đẹp nhưng chia tay không một lý do, nhiều lúc đến hai người nhưng chia tay một lúc cũng hai người, cho nên là tính mình buồn vui bất thường. Và đường công danh sự nghiệp của chị á, thì chị có ước mơ tạo dựng làm ăn hay là buôn bán gì á thì thành công, hy vọng được 99% ước mơ của chị sẽ thành đạt ở năm Mão ha. Chị chờ tới năm Mão á, thì công danh sự nghiệp tiền tài của chị đi lên như diều gặp gió, không có gì là khó khăn hay là trở ngại. Về bàn tay của chị thì hiện tại đang có hai cánh hoa lộc rất là đẹp đang nở rộ, cho nên là trên con đường công danh và sự nghiệp chị sẽ có lộc bất ngờ của thiên tạo, và cánh hoa nào cũng từ thiên tạo nha, của ơn trên ban tặng cho chị, cho nên chị làm việc gì cũng hạnh thông thành công tốt đẹp. Bàn tay chị thì trên đỉnh Mộc Tinh hiện tại bây giờ được thần linh theo gia hộ, chị có tâm tốt và tấm lòng bồ đề. Nói chung là chị là một người có tâm tu hướng thiện và có tấm lòng Bồ Tát rất là độ lượng, khoan dung, hiền, phúc hậu, đạo đức, thương người, giúp đỡ được rất là nhiều người rất là tốt. Và giữa lòng tâm đạo của chị thì có một chú cá chép đang bơi vào tâm đạo để hóa long, cho thấy bàn tay này thì trên con đường công danh sự nghiệp sau này chị sẽ ăn trên ngồi trước, được thiên hạ xem trọng kính nể, lời nói của chị rất là có giá trị với mọi người xung quanh. Tính chị hiền, nhân từ ái cao, trí thức thì sáng dạ thông minh, học một nghề sử dụng được cả hai nghiệp. Bàn tay của chị thì có hoa tay và cũng có tài ăn nói, có tài ngoại giao, và nói chung lại chị có hoa tay lẫn cả hoa miệng, cho nên chị đều ăn nói rất là có duyên, được rất là nhiều người thương mến. Về bàn tay của chị thì cho thấy như một đỉnh thành sơn, chứng tỏ tượng trưng cho trên con đường công danh sự nghiệp của chị, tương lai sau này chị kinh doanh buôn bán hay là sử dụng nghề nghiệp cũng đều vững chắc như ngọn núi ha. Và bàn tay này thì chị nhìn đời hay lắm, người nào tốt xấu ra sao như thế nào chị nhìn vào là chị phán xét được ngay, không có bị lung lay hay là tư tưởng gì cả ha. Chị nhìn vào chị biết người đó tốt nên giúp hay là người đó xấu không nên giúp, chị nhìn vào bằng trực giác và cái phán xét của chị thì chị sẽ biết được người đó tốt xấu ra sao như thế nào. Về bàn tay của chị thì được gọi là bàn tay phục dược cho thiên tạo. Nếu sau này ai đau bệnh ốm yếu, chị chịu khó mua dầu cầu gió thì người ta cũng đỡ, đỡ lắm. Chị chăm sóc cho người bệnh thì người ta cũng đỡ đau bệnh ốm yếu và người ta mau bớt hơn là người bình thường chăm sóc. Củ huyền thì đang gia hộ cho chị. Về phần mồ mả của tổ tiên thì đang phát long, có thể độ cho con cháu sau này hai đời hoặc là ba đời. Điều ăn nên làm ra, mơ được ước thấy nha. Và trên bàn tay này thì chị có đến hai con đường xuất cảnh,
cho thấy sau này về cao ước một chuyến đi nước ngoài hay ở, sinh sống, làm ăn, buôn bán, kinh doanh ở nước ngoài thì thành công khá tốt, khá đẹp. Chị không mơ ước thì thôi, một khi mơ ước rồi là chị sẽ được xuất khẩu, lao động hay là định cư các nước, làm ăn, sinh sống đều có triển vọng khá là đẹp, khá là rõ luôn. Hết 99% là chị sẽ được đi nước ngoài ha. Nếu chị không mơ ước thì thôi, mơ ước rồi là chị sẽ được xuất cảnh. Trên bàn tay của chị thì về gò thủy tinh thì đang có một chú cá chép luôn ha. Nói chung bàn tay này thì chị long lân quy phụng hội tụ khá là đầy đủ, rất là rõ, rất là đẹp. Cho thấy tâm tu của chị thì đang cộng lại thành niềm tin. Chị có niềm tin mơ ước tu hành hay là chị làm nên một cái thầy tướng số phong thủy tâm linh thì cũng thành công tốt đẹp. Và tiền tài của chị sau này chị để lại cho con cháu, sau này ba đời thì xài không hết. Nói chung lại bàn tay này chị có tiền tài khá là nhiều. Tính chị thì bàn tay này chị rất cẩn thận chu đáo. Một khi chị đã làm việc gì rồi, chị làm tới nơi tới chốn chứ không bao giờ để dở dang. Cho nên sau này á thì chị được ăn trên ngồi trước ha. Tiền tài ba đời xài không hết. Nhà cửa chị phải có từ 2 hoặc là 3 căn. 3 căn nhà rất là lớn, rất là to ha. Nói chung lại là chị. Còn thứ hai, nếu mà hiện tại mà chị không có 3 căn nhà thì sau này chị cũng có căn nhà 3 lầu ha, 3 tấm á. Về trên bàn tay của chị thì có hạnh Bồ Tát rất là sáng, có ánh hào quang của Phật chiếu rọi ha. Nói chung lại là trên đường đời của chị luôn luôn được ơn trên hoan hỷ và hộ pháp theo phù hộ độ trì cho chị cũng khá tốt, khá đẹp. Và chị đang nhờ phước đức của ông bà tổ tiên cũng như là đức của từ ông bà tổ tiên của Huyền Thất Tổ, cộng thêm đó là phước đức của chị nữa. Cho nên là bàn tay này đức hạnh của chị rất là đầy. Cho nên bàn tay chị trong đời có những gì xui xấu thì nhờ đức hạnh và cái công đức của chị đó nên là chị được hóa nguy thành an. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nói chung là chị sẽ gặp khá là nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống nhiều hơn là sự thất bại hay là thiệt thòi vân vân. Có duyên như đứng xa đường, được người thương kẻ mến. Về bàn tay của chị thì chị có duyên về sự nghiệp. Nếu mà chị mở một công ty xí nghiệp, cửa hàng, cửa tiệm gì đó, chị quản lý hoặc là chị làm thầy làm chủ thì bàn tay này chị là một người có địa vị. Địa vị ở đây là địa vị ba đời, và chị có thể kinh doanh buôn bán hay là sử dụng nghề nghiệp, chị làm bất cứ một công việc gì thì bàn tay này chị cũng có hoa tay và đều có duyên. Và bàn tay này thì cũng có những ngôi sao may mắn, cho thấy năm nay thì cũng làm ăn cũng tốt, nên mà chị cũng phải là kiên cử giữ gìn ở tháng 12 âm lịch. Trong tháng 12 này đề phòng hao tài tốn của, ai lời qua tiếng lại nên nhường nhịn. Nói chung lại ai bằng tiền chị không nên cho, những nơi có nước không nên đi bơi lội hay là du lịch, xe cộ chạy lui chạy tới phải chậm chậm từ từ. Những vật sắc nhọn như dao kéo hay là những vật gì mà bất kể là biến ha, sử dụng tới dao này kia khác nọ hay là rửa đồ, chị nên cẩn thận kiên cử giữ gìn, không nên sử dụng nhiều quá. Bàn tay của chị một khi không giàu thì thôi, giàu rồi giàu về đại phú, giàu lớn, giàu nước vách đồ tường, không phải giàu thông thường, giàu nho nhỏ đâu. Giàu là có tiếng có tâm trong xã hội luôn ha, nhiều người biết đến. Và chị giàu là chị cũng giúp đỡ, cho nên là được ơn trên rất là hoan hỷ về bàn tay của chị. Về bàn tay này của chị á, thì chị bị hơi rối tâm và suy nghĩ rất là sâu xa. Nói chung lại là chị đang khổ tâm phiền não thôi. Chị chỉ có là khổ tâm phiền não chứ không có khổ về thân xác. Chị có mạng làm thầy làm chủ, chị tay năm ngón. Và chị có ước mơ niềm tin mong chờ gì á, thì bắt đầu từ năm dần đi lên thì chị sẽ được toại nguyện ha. Năm dần đi lên thì mọi chuyện hạnh thông thành công. Nói chung là tình duyên hay là tiền tài vật chất, nhà cửa ruộng vườn hay là bất cứ một cái công việc gì chị đang mơ ước cách đây 3 năm hoặc là 4 năm hoặc là 5 năm trước đây thì cho thấy cộng lại sẽ thành niềm tin, chị sẽ đạt được thành công như ý. Chị không mơ ước thì thôi, mơ ước rồi là chị sẽ đạt được thành công như ý nguyện. Về bàn tay của chị á thì được âm phò những trợ quý giúp đỡ, tất cả tốt đẹp lắm. Và trên bàn tay của chị á, thì tuổi thọ thì em lại thấy chị sẽ sống thọ là 82 tuổi nha. Bàn tay này thì long lân quy phụng hội tụ khá là đầy đủ. Bàn tay này ăn nên làm ra mới được có thấy. Bàn tay này khá tốt, khá đẹp. Bàn tay này thì không có gì chuyện xấu ha. Ngoài trừ tháng 12 cố gắng kiên cử giữ gìn thì bắt đầu từ sang năm đi lên, mình đi lên làm ăn sẽ đi lên như diều gặp gió chứ không có gì là khó khăn hay trở ngại. Nhưng có một việc ở đây á, thì mình trước đây lúc còn con gái á, mình có quen một người bạn trai nào đó nhưng vì hoàn cảnh gì không đến được với nhau, cho nên được gọi là duyên âm ha. Cho nên là chị cần cố gắng lo cho phần âm để chu toàn, thì âm siêu dương thế thì mọi việc sẽ được đổi mới thành công tốt đẹp thôi.
và chị cố gắng là cầu nguyện cho cái vong hồn này được siêu sanh tịnh độ ha, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp làm người để không còn theo bên mình nữa ha. Chứ nhiều lúc cái anh này theo như vậy, vong hồn theo như vậy thì mình cũng khó lập gia đình, khó tiến tới hôn nhân lắm. Và bàn tay này thì hậu sau này khá tốt, khá đẹp, chị cứ yên tâm làm ăn ha, mơ được ước thấy. Và mọi sự sau này thì được ở trên sắp xếp, cho nên là chị ăn đây ngồi trước, được thiên hạ xem trọng, địa vị công danh, chức phận rất là tốt, rất là đẹp chị nhé. Rồi vừa rồi là em đã xem xong bàn tay cho chị. Có gì thắc mắc chị vui lòng comment hoặc nhắn tin cho em. Và hôm nay em xin chào và hẹn gặp lại chị trong những video tiếp theo nhé.